Công đoàn Công thương Việt Nam hiện có quan hệ hợp tác với gần 30 công đoàn ngành các nước và tổ chức quốc tế. Trong 5 năm giai đoạn từ 2013 đến 2018, công tác đối ngoại của Công đoàn Công thương Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam như tham dự hội nghị của diễn đàn hợp tác Á Âu ASEM, hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 2, SOM 2, hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại MRT23 cũng như việc Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do Việt Nam song phương và đa phương. Từ năm 2013 đến năm 2017, Công đoàn Công thương Việt Nam đã đăng cai đón 48 lượt đoàn vào, tổ chức 40 lượt đoàn ra, 81 hội nghị hội thảo, tập huấn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Hoạt động đối ngoại của Công đoàn Công thương Việt Nam được Tổng Liên đoàn Lao động đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong hệ thống, đảm bảo tính hiệu quả, bài bản và mang tính chuyên nghiệp cao. Bước sang giai đoạn mới từ năm 2018 đến năm 2022, Công đoàn Công thương Việt Nam tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác song phương được ký kết với các tổ chức công đoàn quốc tế, đồng thời củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại của Công đoàn Công thương Việt Nam thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế.